Thị Phượng và trợ lý số 2 là bà Nguyễn Thị Kim Tuyền, trọng tài thứ 4 là ông Vũ Văn Việt. Đây là đội hình ra sân của Than khoáng sản Việt Nam. Thủ môn Khổng Thị Hằng cũng là một thủ môn của đội tuyển quốc gia. Lê Thị Diễm My đội trưởng mã số 2, Trần Thị Thu Xuân mã áo số 6, Nguyễn Thị Vạn mã số 7, Trúc Hương mã áo số 8, Dương Thị Vân mã số 9, Đinh Thị Thùy Dung mang áo số 17, Nguyễn Thị Vạn mã số 7 và Nguyễn Thị Thúy Hằng mang áo số 19 sẽ là người chơi cao nhất tràn tấn công. Còn đây là đội hình của Hà Nội 1 với những cái tên quen thuộc: thủ thành Đào Thị Kiều Anh, cao vệ gồm có Nguyễn Thị Hằng mã số 39, Nguyễn Kim Anh mã số 21, Trần Thị Hải Linh mã số 8, Hoàng Thị Loan mã số 5, Thái Thị Thảo mã số 16, Ngân Thị Vạn Sự mã số 7 sẽ là những tiền vệ trung tâm. Đối cánh sẽ thuộc về Nguyễn Thị Thanh Nhã mã số 19 và Nguyễn Thị Hoa mã số 29. Người chơi cao nhất trang tấn công của các cầu thủ Hà Nội 1 là Hải Yến, và hỗ trợ cho Hải Yến sẽ là Biện Thị Hằng. Như vậy là trận đấu đã chính thức bắt đầu, và trong hiệp đấu đầu tiên thì các cầu thủ nữ Hà Nội 1 trong trang phục màu đỏ sẽ ở phần sân bên phía tay trái màn nhỏ của quý vị và các bạn. Than khoáng sản Việt Nam trong trang phục màu xanh sẽ ở phần sân bên phía tay phải. Trong trận đấu lượt đi giữa hai đội thì các cầu thủ Hà Nội 1 đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Đây là cơ hội của Hà Nội 1. Phải tranh chấp rất quyết liệt giữa Phạm Hải Yến và cầu thủ mang áo số 17 bên phía các cầu thủ Than khoáng sản Việt Nam là Đinh Thị Thùy Dung. Thanh Nhã đã có tình huống tranh chấp giữa Đinh Thị Thùy Dung và Nguyễn Thị Hằng. Nguyễn Thị Hằng là hậu vệ phải của Hà Nội 1. Vừa rồi thì Hằng cùng với Thanh Nhã đã có một tình huống phối hợp khá tốt bên phía hành lang cánh phải. Một động tác qua người khá gọn của Nguyễn Thị Hằng. Vẫn là những tình huống uy hiếp của các cầu thủ Hà Nội 1. Pha xử lý của Nguyễn Kim Anh đang là những đường bóng hướng đến vị trí của Phạm Hải Yến. Và xử lý của Lê Thị Diễm My. Ngân Thị Vạn Sự rất quyết tâm. Thanh Nhã rất cố gắng nhưng Thanh Nhã đã không thể theo được đường truyền vừa rồi của các đồng đội. Thanh Nhã vẫn đang là tiền vệ phải số 1 của Hà Nội 1. Khuôn mặt đăm chiêu của huấn luyện viên Đoàn Minh Hải, huấn luyện trưởng của Than khoáng sản Việt Nam, một vị huấn luyện viên giàu kinh nghiệm và cũng đã nhiều năm dẫn dắt Than khoáng sản Việt Nam tại những giải đấu vô địch quốc gia. Như đã nói thì trong trận đấu khai mạc của lượt đi, cuộc đối đầu giữa Hà Nội 1 và Than khoáng sản Việt Nam, thì Hà Nội 1 đã giành chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0. Bàn thắng do Phạm Hải Yến ghi sau đường chuyền của Kim Anh. Hoàng Thị Loan. Lúc này thì Hoàng Thị Loan và Hải Linh đang là các trung vệ của Hà Nội 1. Và lên bóng rất tự tin của Kim Anh. Kim Anh và Nguyễn Thị Hoa. Đây là huấn luyện viên Đặng Quốc Tuấn, thuyền trưởng của câu bộ Hà Nội 1. Huấn luyện viên Quốc Tuấn cũng đang chịu rất nhiều sức ép sau những kết quả chưa thực sự ưng ý trong thành tích thi đấu của Hà Nội 1 ở lượt đi. Hà Nội 1 ở lượt đi đã có được những kết quả rất tích cực khi họ giành chiến thắng trước Than khoáng sản Việt Nam, giành chiến thắng trước Phong Phú Hà Nam, những đối thủ mạnh, nhưng rồi để mất điểm một cách đáng tiếc trong trận hòa với huấn luyện viên T&T. Đã có tình huống đẩy bóng từ phía sau nhưng không có tiếng còi nào vang lên. Đó là tình huống tăng tốc của Ngân Thị Vạn Sự. Vạn Sự cũng đã ra tín hiệu rằng cô đã bị phạm lỗi. Ngân Thị Vạn Sự, Phạm Hải Yến, vẫn là Phạm Hải Yến, đường truyền cho Thanh Nhã.
vẫn là Thanh Nhã. Thanh Nhã và Thùy Dung. Quả tạt tốt không được. Đó là kinh nghiệm và bản lĩnh của Lê Thị Diễm My. Trong hàng phòng ngự của Than Khoáng Sản Việt Nam có tới hai nữ tuyển thủ quốc gia, đó là Diễm My. Nguy hiểm. Nỗ lực dứt điểm rất nhanh của Hải Yến. Trận đấu đang diễn ra một cách sôi nổi và hấp dẫn. Hà Nội một với tư cách là đội bóng được đánh giá cao hơn đã ngay tức tràn sang phần sân của đối phương và đang tạo ra những tình huống lên bóng tương đối chất lượng. Và cắt bóng rất điềm tĩnh của các cầu thủ áo đỏ. Ngay sau đó là pha xử lý của Đào Thị Kiều Anh. Lê Thị Diễm My, người đã nỗ lực và hoàn thành vai trò của trung vệ chốt chặn tin cậy của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong khoảng thời gian Trương Thị Kiều bị chấn thương. Tin vui đã trở lại với đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam khi mà trong trận đấu ngày hôm qua, Trương Thị Kiều đã là người ghi bàn cho các cầu thủ nữ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Cú lên bóng nguy hiểm đầu tiên của các cầu thủ nữ khoáng sản Than Khoáng Sản Việt Nam. Người đã không thể khống chế tình huống tấn công vừa rồi đó là Nguyễn Thị Vạn. Lương Thị Thu Thương và Thanh Nhã. Rất nhiều những cuộc đối đầu trực tiếp của các nữ tuyển thủ quốc gia. Đã có tình huống đẩy sau tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng. Lúc này thì điều kiện thời tiết thi đấu tại VFF thực sự là hoàn hảo. Ngày hôm nay là một ngày rất mát mẻ tại khu vực Hà Nội. Điều kiện mặt sân của sân Myanmar là một trong những mặt sân tốt nhất của Việt Nam lúc này. Vẫn đang được chăm sóc một cách hết sức cẩn thận tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đây là Nguyễn Thị Hoa, hậu vệ trái của Hà Nội 1. Xử lý bóng dứt khoát của Biện Thị Hằng. Thì Hằng đang chơi rất năng nổ và quyết liệt ở khu vực giữa sân của Hà Nội 1. Trong trận đấu lượt đi giữa hai đội, cả hai đội đã cống hiến cho khán giả những pha bóng có thể nói là rất căng thẳng, kịch tính. Như đã nói thì đó là một trận đấu cân bằng. Đến phút thứ 60 của hiệp 2 thì Hà Nội 1 đã tạo ra được sự đột biến với bàn thắng của Phạm Hải Yến sau đường chuyền của Kim Anh. Sau khi để đối thủ vươn lên dẫn trước thì Than Khoáng Sản Việt Nam đã có những tình huống đẩy cao và tìm kiếm cơ hội, nhưng rất tiếc là Nguyễn Thị Vạn hay Thúy Hằng đã không thể tận dụng được cơ hội để ghi bàn. Họ đã phải chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1. Quả phạt góc đầu tiên dành cho các thủ Than Khoáng Sản Việt Nam. Nguy hiểm. Cơ hội. Nguyễn Thị Vạn không được. Đó là sự chắc chắn và hỗ trợ bọc lót tốt đến từ các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Sau những phút thi đấu đầu tiên để cho Hà Nội 1 ép sân thì bây giờ Than Khoáng Sản Việt Nam đã bắt đầu tìm lại được nhịp thi đấu. Than Khoáng Sản Việt Nam là một đội bóng được đánh giá rất cao tại giải đấu năm nay, nhưng đến thời điểm hiện tại có lẽ kết quả chưa như kỳ vọng. Thì ngoài ra Việt Nam đang bước vào những bước chuyển giao lực lượng. Họ vẫn còn đó những cái tên chất lượng nữ tuyển thủ quốc gia như Khổng Thị Hằng, Lê Thị Diễm My, Lương Thị Thu Thương, Trần Thị Thu Xuân hay là Vân Can Tê.
chí là Thúy Hằng cũng đang là một tiền đạo lên chân của các đội tuyển quốc gia các cấp độ. Bằng ghế dự bị thì còn có cả Hồ Thị Thanh Thảo, hậu vệ phải của đội U20 quốc gia. Rất quyết tâm. Đó là tình huống đột phá của Thu Xuân. Nguy hiểm. Rồi rõ nét nhất thuộc về các cầu thủ than khoáng sản Việt Nam, nhưng đã có tình huống phạm lỗi của tiền đạo áo số 19 Nguyễn Thị Thúy Hằng. Đó là một pha băng vào rất dũng mãnh của Thúy Hằng, nhưng cô đã có tác động đến thủ môn Đào Thị Kiều Anh. Kiều Anh đang bị đau sau tình huống băng cắt và dứt điểm của Nguyễn Thị Thúy Hằng. Pha tấn công rất hiện đại và đẹp mắt của than khoáng sản Việt Nam. Quả tạt rất dẻo của Trần Thị Thu Xuân. Trần Thị Thu Xuân sinh năm 2002, là một nhân vật rất trẻ từ phía than khoáng sản Việt Nam. Cú băng lên và xử lý hay của Thu Xuân. Nguyễn Thị Thúy Hằng cũng đã cho thấy được khả năng chọn vị trí và băng cắt hết sức dũng mạnh. Đây là một trận đấu mà than khoáng sản Việt Nam sẽ rất muốn đòi lại món nợ họ đã để cho đối thủ vay ở lượt đi. Thua có phần tiếc nuối của để cho huấn viên Đoàn Minh Hải. Lượt về của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2024 đã được khởi tranh từ ngày hôm qua. Thái Nguyên T&T đã bắt đầu giai đoạn lượt về bằng màn đối đầu với Thành phố Hồ Chí Minh 2. Trong trận đấu ngày hôm qua thì sau tiếng còi khai cuộc thì Thái Nguyên TT đã đẩy cao đội hình và nhanh chóng khiến đối thủ phải lùi sâu phòng ngự. Họ đã có được bàn thắng bằng tỷ số phút thứ 35 do công của Lê Hoài Lương. Sang hiệp 2 thì Thái Nguyên T&T vẫn tiếp tục là những người chiếm ưu thế trên sân. Và việc Bích Thủy trở lại sau chấn thương cũng đã giúp cho huấn luyện viên Đoàn Việt Triều có thêm các phương án tấn công hiệu quả. Và phút 75 thì Hoàng Đôn đã tiếp tục lập công để chiến thắng 2-0 cho Thái Nguyên T&T. Ở trận đấu còn lại của ngày 12 tháng 7 thì Thành phố Hồ Chí Minh 1 suốt 45 phút đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đã không thể tìm được mảnh lưới đối phương cho dù liên tục tấn công. Tuy nhiên vào đến hiệp 2 thì thế trận phòng ngự của Sơn La đã không thể tiếp tục duy trì một cách chắc. Nguyễn Thị Tuyết Ngân dứt điểm đẹp mắt khai thông thế bế tắc cho Thành phố Hồ Chí Minh ở phút thứ 49. Sau đó thì tiền vệ Kim Bảo Châu đã lên tiếng giúp cho đội bóng thành phố Hoàng Tuyền Bắc dẫn trước 2 bàn. Lúc này thì Sơn La đẩy cao đội hình tấn công nhưng không hiệu quả, họ đã phải nhận thêm 2 bàn nữa sau những cú sút của Hoàng Thị Nương và Trương Thị Kiều. Như đã nói, đó là một tin rất vui của Thành phố Hồ Chí Minh 2, xin lỗi Thành phố Hồ Chí Minh 1 và đội tuyển quốc gia Việt Nam khi Trương Thị Kiều đã trở lại sân cỏ và trực tiếp ghi bàn. Với kết quả này thì Thành phố Hồ Chí Minh 1 đang tạo ra khoảng cách 6 điểm so với Hà Nội 1. Và nếu như ngày hôm nay Hà Nội 1 thất bại trước than khoáng sản Việt Nam thì khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng sẽ lên tới con số 6, một khoảng cách rất khó để có thể san lấp. Thế nên chúng ta thấy được sự quyết tâm của Hà Nội 1 trong trận đấu ngày hôm nay. Lịch thi đấu của Hà Nội 1 là tương đối khó, họ sẽ phải gặp than khoáng sản ở lượt 1 và Hà Nam 3. Nguyên TNT ở lượt 5 và sẽ gặp Thành phố Hồ Chí Minh 1 ở lượt 7. Nhưng mà là cứ xem là một trận đấu khó sẽ là một trận đấu dễ dành cho Hà Nội. Thanh Nhã rất quyết tâm, Biện Thị Hằng khá nhịp nhàng và xử lý không tốt của Nguyễn Thị Hòa. Chuyện không tốt của Nguyễn Thị Hòa và đây là cơ hội phản công dành cho các cầu thủ than khoáng sản Việt Nam. Đường chuyền tiền ách của Dương Thị Vân nhưng rất tiếc là đồng đội đã không hiểu ý.
đó là tình huống băng lên của Phan Thị Thu Thìn ở một thế bất lợi. Thu Thìn đã buộc phải phạm lỗi với các cầu thủ Hà Nội 1. Người đã bị đẩy sau đó là Nguyễn Thị Hoa. Dương Thị Vân khi còn thi đấu ở đội tuyển quốc gia thì thường sẽ là người chơi thấp nhất của hàng tiền vệ với vai trò càn quét và thu hồi bóng. Nhưng ở than khoáng sản Việt Nam có vẻ như Dương Thị Vân đang chơi cao hơn và thêm cả nhiệm vụ cầm trịch, dẫn dắt lối chơi và phát động tấn công nữa. Nỗ lực của các cầu thủ khoáng sản Việt Nam khá trông chảy, đó lại làm tình huống dứt điểm ngay của tiền đạo bên phía đội bóng áo xanh. Bên cánh trái thì Đinh Thị Thúy Dung đã băng lên, có thể nói là cực kỳ ấn tượng, rất nhiều khoảng trống. Rất tiếc là đồng đội của cô thì lại chủ động ra phát hiện từ xa, không phải là một dứt điểm khó đối với Đào Thị Kiều Anh. Người đã tung ra những dứt điểm đó là Nguyễn Thị Vạn. Nguyễn Thị Vạn cũng được coi là một trong những tài năng lớn của thế hệ trẻ bóng đá Quảng Ninh. Nguyễn Thị Vạn sinh năm 1997 và người được coi là quang hải của bóng đá. Nguyễn Thị Vạn sự. Hà Nội 1 đang triển khai bóng khá nhiều theo hướng tấn công cánh trái với sự góp mặt của Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Kim Anh. Nhưng cánh trái của Hà Nội chưa thể hiện được nhiều những mảng lưới tấn công. Biện Thị Hằng rất hay. Một đường truyền hơi theo bài cho Thanh Nhã. Vẫn là Thanh Nhã. Động tác kỹ thuật cá tương tốt, quả tạt của Thanh Nhã. Bóng đi hơi sâu và ngay tức đó là tình huống đấm bóng của Khổng Thị Hằng. Dứt điểm từ xa. Cú đá đi trúng đích của Nguyễn Thị Hoa nhưng nó chưa đủ khó để có thể tạo ra được sự khác biệt. Khổng Thị Hằng được coi là thủ môn số 2 của đội tuyển quốc gia Việt Nam, dự bị cho thủ thành Kim Thanh. So với Kim Thanh thì Khổng Thị Hằng có chiều cao tốt hơn. Nhưng xét về tất cả mọi mặt thì thủ môn của than khoáng sản Việt Nam còn có những điểm hạn chế so với Kim Thanh, được coi là một số 1 trong đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nguyễn Thị Vạn chân trái khéo léo và những pha xử lý khá giống với Quang Hải. Thu Xuân rất bình tĩnh tự tin. Nguyễn Thị Vạn không được. Lần này thì hoa khôi của bóng đá nữ Hoàng Thị Loan đã kịp có mặt và ngăn cản pha băng lên của Nguyễn Thị Vạn. Chúng ta hãy cùng xem lại những pha phối hợp rất khéo léo và những tình huống xử lý cá nhân tốt của Thu Xuân, của Nguyễn Thị Vạn. Lần này thì Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Loan đã phối tốt với nhau để ngăn cản bóng băng lên của Nguyễn Thị Vạn. Thu Xuân, Thùy Dung, Thu Thìn, Phạm Hải Yến, Ngân Thị Vạn Sự, Biện Thị Hằng hơi chậm nhưng Biện Thị Hằng với thể lực sung mãn vẫn duy trì được quyền kiểm soát bóng cho các cầu thủ nữ Hà Nội 1. Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến, những nỗ lực kiểm soát bóng bên phía cánh trái của Hà Nội nhưng đã gặp phải sự truy cản quyết liệt của than khoáng sản Việt Nam. Pha cắt bóng của Biện Thị Hằng. Biện Thị Hằng đang chơi hay. Ngày hôm nay thì Biện Thị Hằng chơi thấp và đáng như một tiền vệ trung tâm càn quét ở khu vực giữa sân để hỗ trợ cho Thái Thị Thảo. Vừa rồi thì Thái Thị Thảo đã bị đau sau tình huống phạm lỗi của Phan Thị Thu Thìn. Thái Thị Thảo đã từng là tiền vệ trung tâm số 1 của bóng đá nữ Việt Nam trong những năm qua, nhưng rất tiếc là tiền vệ gốc Nghệ An đang thi đấu cho Hà Nội 1 đã gặp một chấn thương và phải phẫu thuật đầu gối. Chấn thương này cũng đã phần nào ảnh hưởng đến phong độ của Thái Thị Thảo trong khoảng 2 năm qua.
vừa rồi là tình huống cản phá mạnh mẽ của Lê Thị Bảo Trâm. Lê Thị Bảo Trâm là cầu thủ thuộc biên chế của đội U20 nữ Việt Nam, đội trưởng của U20 nữ. Trung vệ cũng có lối chơi thông minh, tư duy. Không có được sự tiếp ứng tốt trong trận đấu bóng hai của đội tuyển bóng hai đội một. Bóng sang Việt Nam thì bóng rất nhịp nhàng. Thu Xuân, Đinh Thị Thúy Dung rất nhịp nhàng và tự tin. Việt Nam đang có những pha lên bóng hết sức mạch lạc, nhưng vừa rồi là đường truyền không tốt của Nguyễn Thị Vạn. Ngay sau đó lại là pha xử lý lỗi của cầu thủ áo đỏ. Thu Xuân, coi Nguyễn Thị Vạn không được. Vạn hơi chậm và ngay tức các trung vệ của Hà Nội 1 đã áp sát thành công. Thái Thị Thảo, vẫn là Thái Thị Thảo. Hải Yến, quả tạt của Hải Yến đó là pha bằng cắt của Lê Thị Diễm My. Và xử lý có phần vội vàng của Nguyễn Kim Anh. Hà Nội một có khá nhiều các cầu thủ chất lượng, có rất nhiều những tuyển thủ trong đội hình, nhưng xét về mặt tổng thể lối chơi họ chưa có được khả năng phối hợp nhịp nhàng và nhuần nhuyễn như những gì mà Than khoáng sản Việt Nam thể hiện. Có cảm giác như Hà Nội 1 là tập hợp của những cầu thủ tốt, nhưng họ chưa thể hiện được lối chơi và chiến thuật thực sự rõ ràng. Trong khi đó thì Than khoáng sản Việt Nam với những cái tên ít tên tuổi hơn nhưng vẫn đang duy trì được một lối chơi tương đối mạch lạc. Từ đầu trận thì những tình huống lên bóng của các cầu thủ nữ áo xanh ấn tượng hơn, sắc sảo hơn và tạo ra được những tình huống tấn công nguy hiểm hơn về phía khung thành của Đào Thị Kiều Anh. Thế trận này cũng đã từng được thực hiện ở trận đấu lượt đi giữa hai đội tại Bà Rịa Vũng Tàu. Và trận đấu đó thì chỉ có khoảnh khắc tỏa sáng của Hải Yến mới mang lại sự khác biệt. Lại là đường truyền dài đúng lên vị trí của Biện Thị Hằng, và đây là pha bóng mà Thu Xuân đã lùi rất sâu để hỗ trợ cho các đồng đội. Thu Xuân là cái tên thi đấu rất ấn tượng trong đội của Than khoáng sản Việt Nam ở giữa sân. Trần Thu Xuân sắp tới với những gì mà cô đang thể hiện tại giải vô địch quốc gia nữ. Và hợp giữa Kim Anh và Nguyễn Thị Hương chưa có tiếng còi nào vang lên, bóng vẫn nằm trong sân. Bây giờ mới là quả ném biên dành cho cầu thủ áo xanh. Đó là tình huống áp sát và pressing của Nguyễn Kim Anh. Như đó là tình huống phạm lỗi của Nguyễn Thị Hòa. Nguyễn Thị Hòa đã thất thế trong tình huống tranh chấp với đối thủ và Hòa đã bắt buộc phải phạm lỗi với Vân Can Tê. Dương Thị Vân là người con của mảnh đất Hà Nam, nhưng lại phát hiện, tuyển chọn và thành công trong áo của Than khoáng sản Việt Nam cho các bóng của Hoàng Thị Loan. Tương đối tốt. Đây là đường truyền vạn sườn của Nguyễn Thị
bạn. Và trận chấp giữa Thu Xuân và Thanh Nhã. Lỗi thuộc về các cầu thủ phòng ngự bên phía Hà Nội 1 và Than Khoáng Sản Việt Nam sẽ được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở một vị trí có thể nói là khá thuận lợi. Và che chắn rất thông minh của Nguyễn Thị Vạn, và người đã phải phạm lỗi với Nguyễn Thị Vạn là người đàn chị ở đội tuyển quốc gia Thái Thị Thảo. Nguyễn Thị Vạn đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ tuyến giữa của Hà Nội 1. Một người đang bị đau đó là Thái Thị Thảo. Cựu binh Thái Thị Thảo sinh năm 1995. Trước khi bị chấn thương thì Thái Thị Thảo vẫn duy trì được nền tảng thể lực và phong độ rất tốt. Cô chơi như một động cơ ở khu vực giữa sân. Những tuyển thủ quốc gia trong đội hình của Hà Nội đang thi đấu rất nỗ lực, rất quyết tâm. Như Thái Thị Thảo, như Hải Yến, như Thanh Nhã, như Ngân Thị Vạn Sự. Nhưng có cảm giác như họ vẫn đang là những mảnh ghép có thể nói là tương đối đơn độc và lẻ loi. Nó không phải là một khối thực sự nhuần nhuyễn. Mà những cái tên kể trên thì họ có cả Hoàng Thị Loan, có cả Trần Thị Hải Linh, tuyển thủ quốc gia. Trên băng ghế dự bị có cả Vũ Thị Hoa nữa. Đội bóng mà có đến 6 đến 8 nữ tuyển thủ quốc gia. Chưa thể Nguyễn Thị Vạn và Nguyễn Thị Thúy Hằng vừa rồi, tiền vệ Ma số 8 Nguyễn Thị Trúc Hương. Trúc Hương là cầu thủ sinh năm 2000. Quen thuộc nhau trong những buổi tập tại đội tuyển quốc gia. Nguyễn Thị Vạn giành được bóng rất nhanh và xử lý của Hải Linh. Nguyễn Thị Hằng, cầu thủ bị đau, và Nguyễn Thị Hằng đã chủ động đá bóng ra hết đường biên dọc. Tiếp đất không tốt của Nguyễn Thị Vạn. Bóng đã được trả lại cho đội bóng đá Kiều Anh cách rất fair play. 2/3 thời gian của hiệp 1 đã trôi qua và tỷ số vẫn đang là 0-0. Một trận đấu với một thế trận cân bằng. Lúc này trên bảng xếp hạng của giải nữ vô địch quốc gia thì Hà Nội 1 đang ở vị trí thứ 2 và Than Khoáng Sản Việt Nam thì đang ở vị trí thứ 4. Những đội bóng xếp phía trên Hà Nội 1 là Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng, và đội bóng xếp trên Than Khoáng Sản Việt Nam là Thái Nguyên T và T
được chiến thắng. Lúc này theo bạn sẽ bằng Trần Thị Thu, của Kim Thanh, của Bích Thùy, và với sự có mặt của những ngôi sao thì Thái Nguyên TVT đang từ đội bóng thường xuyên ở nhóm dưới của những giải đấu trước đã vươn lên một trong những ứng cử viên trong cuộc đua ở ngôi vô địch. Thêm một lần nữa, Thái Thị Thảo phải rời sân, một trong những trợ lý của huấn luyện viên Đặng Quốc Tuấn, đó là trung vệ Kỳ Cựu Ngọc Anh. Thái Thị Thảo đã bị đau sau tình huống va chạm với Nguyễn Thị Vạn. Thành Nhã đã vượt qua được hai cầu thủ bên phía Than Khoáng Sản Việt Nam, vượt qua ba cầu thủ rồi, vẫn là Thành Nhã căng ngang. Ôi! Rất tiếc là đồng đội đã không thể tận dụng thành công pha bứt tốc tuyệt vời của Thành Nhã. Pha xử lý xuất sắc nhất từ đầu trận đến từ Nguyễn Thị Thành Nhã, một trong những pha bóng sở trường của nữ cầu thủ mà số 19 bên phía Hà Nội 1. Thành Nhã đã có một tình huống tăng tốc có thể nói là cực kỳ tự tin và xuất sắc bên phía hành lang cánh phải, lướt đi như một cơn gió. Và ở thời điểm cuối cùng, Nhã cũng đã cố gắng để đưa ra một đường chuyền vô cùng thuận lợi. Chúng ta hãy cùng xem lại những bước chạy có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ và tốc độ của Nguyễn Thị Thành Nhã. Vừa chạy, vừa quan sát, vừa tìm đồng đội ở phía trong. Chúng ta hãy cùng xem lại những kỹ năng xử lý bóng mềm mại và khả năng bứt tốc tuyệt vời của Thành Nhã, vượt qua cả sự truy cản của Thu Thương, sấn sâu vào khu cấm địa của đối phương, viện một đường truyền rất vừa tầm. Chỉ tiếc là Thái Thị Thảo hơi thiếu đi một chút sức dướn và sự cảm nhận trong pha bóng vừa rồi. Chỉ cần Thái Thị Thảo băng lên sớm nửa nhịp nữa thôi và thực hiện một cú ép lòng chân trái, chân thuận của Thái Thị Thảo thì bàn thắng sẽ đến với Hà Nội 1. Hà Nội 1 luôn là như vậy, họ có thể không có quá nhiều những pha phối hợp đẹp mắt và nhuần nhuyễn về mặt tập thể, nhưng họ vẫn có những cá nhân có thể tạo ra được sự đột biến giống như pha bóng vừa rồi. Rõ ràng xét về mặt thế trận thì Than Khoáng Sản Việt Nam tốt hơn, nhưng cơ hội rõ nét nhất của những phút thi đấu đã qua của hiệp 1 lại thuộc về Hà Nội 1. Trước khi giải đấu diễn ra thì Thanh Nhã cũng đã bị chấn thương khá nặng, chấn thương xuất hiện từ cúp quốc gia ở mùa giải năm ngoái. Thanh Nhã cũng đã phải trải qua một thời gian tập luyện hồi phục khá dài và có những quãng thời gian phải tự bỏ tiền túi để tập hồi phục tại trung tâm IRC của Lưu Xuân Trường. Với sự quyết tâm cao và nỗ lực thì Thanh Nhã đã trở lại và đang cho thấy được phong độ khá tốt, đặc biệt là những trận đấu đầu tiên của lượt về. Thanh Nhã! Lần này thì Thanh Nhã đã mang về cho Hà Nội 1 một quả đá phạt góc. Những niềm hy vọng lớn nhất của Hà Nội 1 đang đều đến từ cánh phải với sự năng động và quyết tâm của Nguyễn Thị Thanh Nhã. Một pha bóng rất hay, rất đẹp. Thanh Nhã cũng rất nỗ lực, quyết tâm để thoát đi. Và Đinh Thị Thùy Dung cũng đã cho thấy được sự tập trung và sự đeo bám kiên trì của mình. Tình huống đá phạt góc không tốt của Nguyễn Thị Hằng.
Thu Xuân. Khá hay, đường chuyền có ý đồ thông minh của Thu Xuân, nhưng rất tiếc là lực chuyền thì hơi nhẹ và bóng đã không thể đến được vị trí của Trúc Hương. Đường chuyền có ý đồ sáng sủa với ý đồ là thả trái bóng vào khoảng trống phù hợp với đà băng lên của Trúc Hương, nhưng đường chuyền hơi non và Hoàng Thị Loan cũng đã có được một pha bóng phán đoán và cắt bóng tốt. Hoàng Thị Loan, quyền ném biên thuộc về đội bóng áo đỏ. Nguyễn Thị Hằng. Nguyễn Thị Hằng đã rất nỗ lực để kiểm soát được trái bóng, nhưng cuối cùng thì quyền kiểm soát vẫn thuộc về Than Khoáng Sản Việt Nam với một pha bóng có mặt đúng lúc, đúng chỗ và cắt bóng chính xác của Dương Thị Vân. Bảo Trâm, Ngân Thị Vạn Sự. Pha xử lý của Nguyễn Thị Hoa. Kim Anh, Hải Yến. Hải Yến đi bóng hơi dài và ngay lập tức người đã cắt được bóng đó là Lê Thị Bảo Trâm. Lúc này thì Than Khoáng Sản Việt Nam đang chơi với ba trung vệ là Lê Thị Diễm My ở vị trí trung tâm, Lương Thị Thu Thương lệch trái và Lê Thị Bảo Trâm lệch phải. Cánh phải là sự có mặt của Thu Thìn và cánh trái là sự hiện diện của Kim Thị Thúy Dung. Thúy Hằng, Dương Thị Vân, đường chuyền khá hay. Đinh Thị Thúy Dung tạt ngay một chạm và tạt hơi mạnh so với đà băng vào của Thúy Hằng. Ngay sau đó là một tình huống xử lý tốt của Nguyễn Thị Hoa, Kim Anh, Biện Thị Hằng. Đây là Thu Thương. Diễm Mì dừng rất cao. Nguyễn Thị Vạn, cuộc đối đầu giữa Nguyễn Thị Vạn và Ngân Thị Vạn Sự. Và cắt bóng của Hoàng Thị Loan. Ở đội tuyển quốc gia thì Loan thường chỉ đá biên, nhưng lúc này thì Hoàng Thị Loan đang chơi trung vệ. Găng ngang, gôi, không vào. Pha bóng tuyệt vời, rất đẹp mắt của các cầu thủ bên phía Than Khoáng Sản Việt Nam. Và cũng phải dành lời khen đặc biệt dành cho Đào Thị Kiều Anh với một pha bay người đấm bóng tuyệt vời. Một pha phối hợp có thể là các đồng nghiệp nam đang chơi bóng ở V-League cũng phải học hỏi đến từ các cô gái của Than Khoáng Sản Việt Nam. Tấn công rất bài bản, kiểm soát bóng ở khu giữa sân, xẻ nách trung lộ, băng xuống trả ngược tuyến hai, băng vào dứt điểm hiểm hóc. Và chỉ có tài năng của thủ thành Đào Thị Kiều Anh mới có thể cứu cho Hà Nội một bàn thua có thể nói là tương đối rõ ràng. Pha bay người quá hay của Đào Thị Kiều Anh. Một pha bóng mà tưởng chừng như bóng đã nằm gọn trong lưới của Hà Nội 1, nhưng thủ môn của đội bóng thủ đô đã có một pha trình diễn có thể nói là xuất sắc. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng, có thể nói là rất hấp dẫn. Hà Nội thì có sự tỏa sáng của các cá nhân, còn Than Khoáng Sản vẫn duy trì được một lối chơi nhịp nhàng và nhuần nhuyễn dựa trên sự đồng đều, sự ăn ý của các cầu thủ. Trên hàng tấn công của họ không có quá nhiều ngôi sao. Lại một lần nữa Thái Thị Thảo lại gục xuống sân, mang theo rất nhiều những sự lo âu đến từ ban luyện của Hà Nội 1. Thái Thị Thảo gần như là cầu thủ không thể thay thế ở khu vực giữa sân của đội bóng thủ đô. Với tinh thần quyết tâm cao độ thì Thái Thị Thảo vẫn đang tiếp tục đứng dậy và cố gắng để thi đấu tiếp phần còn lại của hiệp 1.
đang phải di chuyển trên sân với những bước đi tập tễnh, nhưng chiến binh của Hà Nội 1 của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang nỗ lực để tiếp tục phần còn lại của trận đấu này. Thái Thị Thảo hiểu được tầm quan trọng và giá trị của cô trong đội hình của Hà Nội 1. Hà Nội 1 đang có những giây phút thi đấu có thể nói là rất khó khăn trong cuộc đối đầu với Than khoáng sản Việt Nam, một đội bóng trẻ trung và có được sự chuẩn bị tốt cho giai đoạn lượt về. Thu Thương, Nguyễn Thị Vạn, đường truyền khá thông minh, có vẻ như hơi sâu nhưng Thu Thìn vẫn là người theo kịp. Và xử lý chưa thực sự tốt của Thu Thìn. Và đây là Ngân Thị Vạn Sự. Vạn Sự đã thi đấu rất hay ở những phút đầu tiên của hiệp 1 nhưng có vẻ như đang hơi chìm trong những phút thi đấu tiếp theo của hiệp đấu đầu tiên này. Vừa rồi là tình huống cắt bóng rất tốt của Nguyễn Thị Hằng và xử lý hơi mất tập trung của Thanh Nhã, nhưng số 19 vẫn đang kiểm soát bóng tốt. Khá nhịp nhàng, Biện Thị Hằng, Ngân Thị Vạn Sự, Thái Thị Thảo. Đường truyền không đến được vị trí của Thanh Nhã. Một pha bóng mà Thanh Nhã đã chủ động di chuyển đột biến vào khu vực trung lộ. Kim Anh. Kim Anh không có được những tình huống tăng tốc đột biến như Thanh Nhã. Cánh trái của Hà Nội 1 đang thi đấu tương đối yếu ớt. Họ không tạo ra được bất cứ một tình huống lên bóng nguy hiểm nào. Mọi cơ hội của Hà Nội 1 đều đến từ cánh phải với sự hiện diện của Thanh Nhã. Bóng đá chạm chân Thanh Nhã trước khi đi hết đường biên dọc, quả ném biên dành cho các cầu thủ Than khoáng sản Việt Nam. Như vậy là Thái Thị Thảo đã không thể tiếp tục trận đấu này. Chiến binh của Hà Nội 1 đã gặp chấn thương và không thể cố được nữa. Người vào sân để thay thế cho Thái Thị Thảo là Vũ Thị Hoa, cũng là một người con của Nghệ An nhưng trưởng thành trong màu áo của Hà Nội 1. Cũng là một trong những cầu thủ đã góp mặt cùng với đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam thi đấu tại SEA Games 32 và World Cup vừa rồi. Những phút thi đấu cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, tỷ số lúc này vẫn đang là không đều, nhưng thế trận của hiệp 1 nhìn chung là tương đối hấp dẫn và cả hai đội cũng đã chơi với một chất lượng chuyên môn tương đối cao. Với rất nhiều những nữ tuyển thủ quốc gia trong đội hình, với sự đầu tư, cả hai đội bóng đều đang có được một dàn cầu thủ tương đối chất lượng. Hà Nội thì nhỉnh hơn một chút ở chất lượng cầu thủ cá nhân, nhưng Than khoáng sản Việt Nam cho thấy họ là một tập thể đồng đều và lối chơi gắn kết. Đường truyền của Đinh Thị Thùy Dung và pha cắt bóng của Hoàng Thị Loan.
phạt góc dành cho các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam. Nguy hiểm. Người đã chiến thắng trong tình huống không chiến vừa rồi là đội trưởng Phạm Hải Yến. Một pha bật nhảy và tranh cướp xuất sắc của số 12 bên phía Hà Nội 1. Vẫn là những cơ hội đến từ Than Khoáng Sản Việt Nam. Người thực hiện cú đá này sẽ là Thu Xuân. Nguy hiểm. Cú đá rất khó chịu của Thu Xuân. Thu Xuân cho rằng bóng đã chạm tay Nguyễn Thị Hằng. Nhưng kể cả có chạm tay thì đây cũng là một pha bóng mà bóng chạm đùi, sau đó mới chạm tay, nên rất khó để có thể thổi quả penalty dành cho Than Khoáng Sản Việt Nam. Trúc Hương, Bảo Trâm đã sẵn sàng trong khu vực cấm địa của Hà Nội 1. Là cú đá của Thu Xuân. Nguy hiểm. Là pha xử lý xuất sắc của Đào Thị Kiều Anh. Kiều Anh cùng với Thanh Thảo đang là cùng với Thanh Nhã đang là những người chơi xuất sắc nhất bên phía Hà Nội 1. Đào Thị Kiều Anh thì xuất sắc ở khía cạnh phòng ngự. Còn Thanh Nhã đang tạo ra sự đột biến ở những tình huống tấn công. Thanh Nhã và Diễm Mỹ. Vẫn là Thanh Nhã. Rất tốt. Hải Yến. Ngân Thị Vạn Sự. Pha xử lý của Ngân Thị Vạn Sự. Tạt ngay. Rất tiếc đó không phải là tình huống dứt điểm ngay của Vũ Thị Hoa, mà lại là một pha khống chế bóng lỗi. Vũ Thị Hoa đã chưa thể có được sự nhạy cảm cần thiết để thực hiện tình huống dứt điểm trong pha băng lên vừa rồi. Nguyễn Thị Hoa. Và tạt bóng một chạm của Kim Anh. Tình huống tấn công biên trái hiếm hoi của các cầu thủ Hà Nội 1. Hiệp 1 sẽ có 2 phút bù giờ. Vũ Thị Hòa, Nguyễn Thị Hòa song hoa phối hợp với nhau. Còn đây là Lê Thị Diễm My. Vẫn là khả năng chọn vị trí tốt và cắt bóng chính xác đến từ Diễm My. Lê Thị Bảo Trâm. Đúng lúc này thì trọng tài đã nổi còi kết thúc thời gian thi đấu của hiệp đấu đầu tiên. Một hiệp đấu rất sôi động và hấp dẫn với chất lượng chuyền bóng khá cao. Hà Nội tấn công dựa trên sự tỏa sáng của các cá nhân, đặc biệt là Thanh Nhã đang là cầu thủ chơi tốt nhất tràn tấn công của Hà Nội 1 với những tình huống tăng tốc bên phía cánh phải. Cùng với đó là Đào Thị Kiều Anh, cô thủ môn đang có nụ cười rất tươi sau khi có được phong độ xuất sắc ở hiệp đấu đầu tiên với một pha bay người đấm bóng xuất thần và những tình huống ra vào chính xác. Bên phía Than Khoáng Sản Việt Nam thì những cái tên như Đinh Thị Dương Thị Vân hay là Nguyễn Thị Vạn cũng là những cái tên thi đấu ổn định và xuất sắc. Ngoài ra thì tiền vệ Thu Xuân cũng đang cho thấy được mình có khả năng khoán xuyến tốt ở tuyến giữa như thế nào. Cả hai đội bóng đều có những cơ hội nhưng chưa thể tận dụng thành công. Hy vọng rằng điều đó sẽ đến trong hiệp 2. Còn bây giờ xin mời khán giả của VTC chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi trở lại với hiệp 2 của trận đấu này.
Các bạn khán giả của VTVG thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân động thuộc khuôn viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam để chứng kiến trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu đầu tiên của lượt về giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2024. Cuộc đối đầu giữa Than Khoáng Sản Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội 1. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 0 đều, nhưng đó là một hiệp đấu hấp dẫn, một trong những hiệp đấu có chất lượng chuyên môn cao của giải đấu năm nay, khi hai đội được thi đấu với điều kiện thời tiết có thể nói là hết sức lý tưởng. Ngày hôm nay thì đã có những cơn mưa diễn ra vào buổi sáng và điều này đã làm cho bầu không khí tại thủ đô dịu mát. Nhưng rất may là khi các cầu thủ nữ bước ra sân thì trời lại hoàn toàn tạnh ráo, không có một chút ảnh hưởng nào bởi những cơn mưa. Điều kiện thời tiết mát mẻ, được thi đấu trên một trong những sân vận động có mặt sân đẹp nhất của đất nước Việt Nam, nên các cầu thủ đã có được sự hưng phấn và họ đã cống hiến cho khán giả rất nhiều những pha bóng hay, đẹp trong quãng thời gian thi đấu hiệp đấu đầu tiên. Trong đó có những lần tăng tốc và bứt phá của Thanh Nhã bên phía câu lạc bộ Hà Nội 1 ở bên phía hành lang cánh phải. Có những tình huống dàn xếp tấn công đẹp mắt của Than Khoáng Sản Việt Nam với những cú tăng tốc của Thu Xuân, những pha xử lý tinh tế của Nguyễn Thị Vạn. Cơ hội rõ nhất của hiệp 1 bên phía Hà Nội thuộc về tình huống tăng tốc của Thanh Nhã, một đường trả ngược vừa tầm, nhưng rất tiếc là Thái Thị Thảo bị ảnh hưởng bởi những chấn thương nên đã không thể kịp có mặt và dứt điểm. Còn bên phía Than Khoáng Sản Việt Nam, đó là tình huống băng lên của Thu Xuân, một đường chuyền tuyệt vời. Cầu thủ đồng đội là Thu Thìn cũng đã có một tình huống tiếp ứng và dứt điểm hiểm hóc, nhưng thủ môn Đào Thị Kiều Anh đã bay người và xử lý xuất sắc. Bây giờ thì mọi thứ sẽ được quyết định trong hiệp 2. Trong hiệp 1 thì Hà Nội 1 đã phải có một sự thay đổi người bất đắc dĩ, đó là Vũ Thị Hòa, người thường xuyên thi đấu ở hàng tiền đạo của Hà Nội 1 và đội tuyển quốc gia Việt Nam, đã được đưa vào sân để chơi như một tiền vệ trung tâm để thay thế cho Thái Thị Thảo. Vừa rồi là đường chuyền của Vũ Thị Hòa, nhưng Biện Thị Hằng và Thanh Nhã đã chưa có được sự hiểu ý trong tình huống phối hợp tấn công biên vừa rồi. Thanh Nhã chưa sẵn sàng cho một tình huống bứt tốc, nhưng Biện Thị Hằng thì lại chủ động bỏ bóng. Và xử lý của Nguyễn Thị Hằng. Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thanh Nhã là mũi tấn công chủ lực của Hà Nội 1 trong hiệp đấu đầu tiên. Bên cánh trái là sự có mặt của Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Kim Anh, nhưng sức mạnh tấn công bên phía cánh trái của Hà Nội chưa tốt bằng bên phía cánh phải. Dương Thị Vân, Trúc Hương, Thu Xuân. Hôm nay Thu Xuân đang thi đấu rất hay ở vùng giữa sân, phối hợp cùng với đàn chị Dương Thị Vân. Nguyễn Thị Vạn, đó là pha tranh chấp tốt của Vũ Thị Hoa. Và xử lý vừa rồi là của Nguyễn Thị Hoa. Lúc này thì Hà Nội 1 có tới hai cầu thủ tên là Hoa đang thi đấu trên sân. Đó là Nguyễn Thị Hoa, mà số 29, và Vũ Thị Hoa. Tình huống áp sát rất nhanh của các cầu thủ phòng ngự bên phía Than Khoáng Sản Việt Nam. Người vừa có tình huống tranh chấp tốt vừa rồi là Lê Thị Bảo Trâm. Lê Thị Bảo Trâm là đội trưởng của U20 Việt Nam. Và sự chưa thành công của Nguyễn Thị Hoa. Tình huống xử lý của Nguyễn Thị Hoa khi đối đầu với Thu Thìn. Một tình huống mà bóng đã chạm chân Thu Thìn đi hết đường biên dọc. Ngân Thị Vạn Sự.
vẫn là Ngân Thị Vạn Sự. Tốc độ của Vạn Sự không được. Rất tiếc là không, đó là một pha bóng mà Ngân Thị Vạn Sự đã xác định bóng đã chạm chân một cầu thủ phòng ngự bên phía Than Khoáng Sản Việt Nam. Và Sự đã quyết định để cho bóng trôi hết đường biên ngang. Một quả phạt góc dành cho đội bóng áo đỏ. Sau khi lượt đi của giải vô địch quốc gia nữ 2024 khép lại thì các đội đã có quãng nghỉ một tháng giữa mùa giải. Trong quãng nghỉ này thì các đội đã đều có sự điều chỉnh, dưỡng sức để chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng tốc hấp dẫn kịch tính đến phút chót. Và cắt bóng của Ngân Thị Vạn Sự rất nhanh nhẹn nhưng đường chuyền không đến được vị trí của Biện Thị Hằng. Và xử lý của Trúc Hương, Nguyễn Thị Vạn, nguy hiểm, Nguyễn Thị Hòa. Rất may là Nguyễn Thị Hòa đã kịp xoạc bóng ở nhịp tranh chấp cuối cùng trước khi bóng vượt qua tầm kiểm soát của cô. Đó là pha tranh chấp giữa Nguyễn Thị Hòa và Nguyễn Thị Thúy Hằng. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Nguyễn Thị Hòa bị lỗi trong những nhịp xử lý bóng đầu tiên. Thúy Hằng đã chấp thời cơ rất nhanh. Nhưng ở giây phút quyết định thì Nguyễn Thị Hòa đã có một tình huống xoạc bóng chất lượng để phá bóng ngay trong tầm kiểm soát của Thúy Hằng. Nguy hiểm, Hải Yến. Đường chuyền là của Kim Anh, nguy hiểm. Thanh Nhã, vẫn là Thanh Nhã. Căng thẳng. Rất tiếc là ở một góc hẹp thì Thanh Nhã đã chưa thể có được tình huống dứt điểm hiệu quả và chính xác để mang lại bàn thắng đầu tiên cho Hà Nội 1 trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng xem lại. Trước đó là một pha xử lý có phần chủ quan của Lê Thị Diễm My. Đã chấp thực cơ rất nhanh và cắt bóng ngay trước mũi giày của Đinh Thị Thùy Dung. Nhưng rất tiếc là khi tiếp bóng thì góc dứt điểm của Thanh Nhã đã trở nên quá hẹp. Chuyển qua quay về nhanh hơn đi. Trong cuộc đua đến ngôi vô địch ở giải đấu năm nay, đặc biệt có lời khen dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cho dù bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự tổn thất lực lượng, những cầu thủ chủ lực như Kim Thanh, như Nguyễn Thị Thu hay là Bích Thủy tiếp tục rời đội, nhưng những cái tên còn lại với sự bổ sung của các cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của viên Đoàn Thị Kim Chi đã cho thấy được sự ổn định. Khép lại lượt đi, họ đã dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm và ngay ở trận đấu đầu tiên của lượt về, Thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục giành chiến thắng trước Sơn La và có được 22 điểm, đang tạo ra khoảng cách 6 điểm so với đội bóng xếp thứ hai là Hà Nội 1 và 5 điểm so với TVT Thái Nguyên. Đội bóng đã giành được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm qua. Dương Thị Vân, nguy hiểm. Bất hai nhịp thì Đào Thị Kiều Anh mới bắt dính được trái bóng sau pha dứt điểm của Dương Thị Vân. Tình huống xử lý chưa thực sự tốt của Đào Thị Kiều Anh, nhưng thủ môn của Hà Nội 1 đã kịp sửa sai. Đây là một pha bóng mà Đào Thị Anh đã có phần mất tập trung. Cô đã xử lý không tốt ở nhịp 1 nhưng cũng đã có những phản ứng rất nhanh ở nhịp 2 để bắt dính được trái bóng trước áp lực của các cầu thủ tấn công bên phía đội bóng áo xanh. Nhìn chung là cuộc đua đến ngôi vô địch của giải đấu năm nay đang có ưu thế rất lớn dành cho Thành phố Hồ Chí Minh 1, nhưng cũng không thể xem thường đội bóng xếp thứ nhì sau khi lượt đi khép lại là Hà Nội 1 với 16 điểm. Và những đội bóng đang ở top 3 là Thái Nguyên T&T và Than Khoáng Sản Việt Nam. Thái Nguyên T&T thì đang có được 14 điểm và sau khi giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm qua thì họ cũng đã có được 17 điểm. Đào Thị Kiều Anh đang có dấu hiệu bị đau và cô đang cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế bên phía Hà Nội 1. Trong 7 trận đấu tại lượt đi thì Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã giành chiến thắng 6 trận và họ chỉ hòa một trận duy nhất trước Than Khoáng Sản Việt Nam. Nhưng nhìn chung là những chiến thắng đến với Thùy Trang và các đồng đội trong giai đoạn thi đấu lượt đi là không hề dễ dàng.
họ đều có những chiến thắng với những tỷ số có thể nói là rất xít sao. Ví dụ như trận đấu được đánh giá là trận chung kết của lượt đi giữa Thành phố Hồ Chí Minh và một và Hà Nội 1. Trận đấu cũng chỉ có kết quả là 1-0. Một trong những trận đấu đáng tiếc nhất của Hà Nội 1 ở giai đoạn lượt đi chính là thất bại 0-1 trước Thành phố Hồ Chí Minh 1 trong trận đấu cuối cùng của lượt đi. Trước đó thì Hà Nội 1 đã có được những thành tích tốt trong những cuộc đối đầu với những đội bóng mạnh. Họ có được chiến thắng 1-0 trước Than Khoáng Sản Việt Nam, chiến thắng 1-0 trước Phong Phú Hà Nam. Xử lý của Nguyễn Thị Hòa. Ngân Thị Vạn Sự đã có lỗi trong tình huống tranh chấp của Dương Thị Vân. Nhiều người cho rằng cuộc đua đến ngôi vô địch sẽ là cuộc đua song mã giữa Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội 1. Dương Thị Vân có lý để thanh minh cho tình huống tranh chấp vừa rồi. Ngân Thị Vạn Sự đã tự vấp chân nhiều hơn là Dương Thị Vân đã có tác động đối với cô. Vũ Thị Hòa đã có lỗi trong tình huống tranh chấp của Thu Thường. Vũ Thị Hòa và Thu Thường cũng là những cái tên quen mặt tại đội tuyển quốc gia. Trong quãng thời gian Trương Thị Kiều bị chấn thương và không thể góp mặt thì Thu Thường, Diễm My, Trần Thị Thu là những cái tên thường được huấn luyện viên Mai Đức Chung lựa chọn cho sơ đồ ba trung vệ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng xem tình huống phối hợp cố định của các cầu thủ nữ Hà Nội. Bóng không đến được vị trí của các cầu thủ áo đỏ. Và cắt bóng tốt của Nguyễn Thị Hằng. Rất tiếc là ở pha tranh chấp sau đó thì Nguyễn Thị Hằng đã chưa thể có được một tình huống tranh chấp tốt với các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam. Diễm My. Tình huống tranh chấp giữa Trúc Hương và Hải Yến. Thu Xuân, Thu Thìn, đó là đường truyền rất điệu đà của Lê Thị Bảo Trâm. Thanh Nhã, Thanh Nhã và Nguyễn Thị Vạn. Nguyễn Thị Vạn là đồng đội của Thanh Nhã tại đội tuyển quốc gia nên cô rất hiểu sự nguy hiểm mà tốc độ Thanh Nhã có thể mang lại. Ngay lập tức Nguyễn Thị Vạn đã áp sát và không cho khoảng trống để Thanh Nhã có thể bứt tốc. Thu Thường và xử lý rất điềm tĩnh của một nữ tuyển thủ quốc gia. Lê Thị Diễm My, Lê Thị Bảo Trâm. Bảo Trâm đang thi đấu ở vị trí trung vệ lệch phải trong sơ đồ 3 trung vệ của huấn luyện viên Đoàn Minh Hải. Nguyễn Thị Vạn rất tự tin. Bóng của Hoàng Thị Loan. Hoàng Thị Loan đã có một tình huống cắt bóng và phá bóng chính xác. Thậm chí là bóng chạm chân Thủy Dung và đi hết đường biên dọc. Quả ném biên dành cho nữ Hà Nội. Tình huống xử lý tương đối khó hiểu của tổ trọng tài. Chúng ta nhìn thấy bóng từ chân của Hoàng Thị Loan đập chân Thủy Dung đi ra ngoài. Nhưng người ném biên là cao thủ Than Khoáng Sản Việt Nam. Vẫn là những sức ép đến từ đội bóng áo xanh. Thu Xuân, Bảo Trâm, Thu Xuân. Than Khoáng Sản Việt Nam đang trình diễn một lối chơi có thể nói là rất hiện đại.
tự tin kiểm soát bóng và chơi một cách chủ động. Họ chỉ đang hơi thiếu những nhân tố xuất sắc tràn tấn công để có thể hiện thực hóa được những ưu thế của mình trong việc kiểm soát bóng và phối hợp. Dương Thị Vân rất kiên trì, không có cơ hội tấn công thì họ sẽ chuyền về. Cả ba trung vệ của Than Khoáng Sản Việt Nam đều có khả năng kiểm soát bóng tốt, nhưng đúng là trên mặt trận tấn công thì Nguyễn Thị Thúy Hằng đang còn hơi non. Và áp sát và tranh chấp khá hay của Lê Thị Bảo Trâm khiến cho người đàn chị Phạm Hải Yến khó khăn trong việc khống chế bước 1. Dương Thị Vân vẫn đang chơi một cách đầy nhiệt huyết và hiệu quả ở khu vực giữa sân. Vẫn là một trong những cầu thủ thi đấu hiệu quả ở khu vực tuyến giữa của Than Khoáng Sản Việt Nam. Nguyễn Thị Hòa, Thúy Hằng, Phạm Hải Yến, Hoàng Thị Loan, đây là Hải Linh ở đội tuyển quốc gia. Và những mùa giải trước thì Hải Linh thường chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng với Hà Nội 1 thì do quá thiếu hụt về nhân sự nơi hàng phòng ngự, Hải Linh luôn được bố trí như một trung vệ. Kim Anh, Biện Thị Hằng, Ngân Thị Vạn Sự, vẫn là Ngân Thị Vạn Sự. Lực lượng tấn công của Hà Nội 1 trong pha bóng vừa rồi là hơi mỏng. Hải Yến thì dạt bên phải, Kim Anh được đẩy vào giữa nhưng cũng không tạo ra được sự khác biệt. Tình huống phối hợp bật nhả và chuyền bóng rất chất lượng của Than Khoáng Sản Việt Nam. Những đường chuyền sệt căng và kỹ năng xử lý cá nhân cầu thủ là tương đối tốt. Mười lăm phút đầu tiên của hiệp hai đã trôi qua và chưa có nhiều sự khác biệt. Thế trận đang hơi nhỉnh về phía Than Khoáng Sản Việt Nam. Ở thời điểm này của trận đấu lượt đi thì Hải Yến đã có được bàn thắng vào lưới của Khổng Thị Hằng để giúp Hà Nội 1 giành trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ rất khó chịu là Than Khoáng Sản Việt Nam. Nhưng ở hiệp 2 thì Hà Nội 1 chưa có được một tình huống lên bóng nào thực sự nguy hiểm để có thể hy vọng về một bàn thắng. Lúc này thì trời đã đổ mưa trên sân Yanma, sân số 3 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhưng điều kiện mặt sân của sân Yanma vẫn đang là rất tốt. Chúng ta không cảm thấy điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng lên sân đấu này. Nguyễn Thị Hòa, Hải Yến. Mỗi khi Hải Yến có bóng thì ngay lập tức các trung vệ như Lê Thị Bảo Trâm hay Lê Thị Diễm My đều áp sát và tranh chấp rất nhanh. Lúc này thì các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam gần như đang chơi với sơ đồ 5-4-1. Chúng ta có thể nhìn thấy được sự phân bố đội hình tương đối rõ. Trúc Hương bên phía là cánh phải, Nguyễn Thị Vạn bên phía là cánh trái, bộ đội tiền vệ trung tâm là Dương Thị Vân và Thu Xuân. Hải Linh và cắt bóng chính xác của Lê Thị Bảo Trâm. Bảo Trâm đang cho thấy sự trưởng thành một cách rõ rệt trong vai trò trung vệ của Than Khoáng Sản Việt Nam thi đấu tại giải vô địch quốc gia. Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Vạn, Thanh Nhã lùi về rất nhanh. Tình huống tranh chấp quyết liệt của Thanh Nhã đã khiến cho Nguyễn Thị Vạn không có được một pha xử lý như ý. Nguyễn Thị Vạn có vóc dáng và dáng đi, cách xử lý bóng rất giống với Quang Hải và được các đồng đội tại đội tuyển quốc gia gọi Nguyễn Thị Vạn là Quang Hải phiên bản bóng đá nữ. Cũng là một dáng người thấp, đậm, nhỏ người và cũng sở hữu một cái chân trái rất khéo léo. Như đã nói thì Nguyễn Thị Vạn trong 2 năm trước đã gặp một chấn thương nghiêm trọng liên quan đến dây chằng gối. Cô cũng đã phải phẫu thuật.
Rất may là Nguyễn Thị Vạn đang dần trở lại với một phong độ cao nhất. Đào Thị Kiều Anh vẫn đang có dấu hiệu bị đau sau những nỗ lực, những quyết tâm thi đấu và cứu thua trong giai đoạn thi đấu trước đó. Nguyễn Thị Hoa, Biện Thị Hằng. Ngồi bớt xuống một người đi. Ngân Thị Vạn Sự. Vẫn là tình huống xử lý chính xác của Đinh Thị Thùy Dung. Thanh Nhã, Hải Yến. Rất tiếc là tình huống xử lý lỗi của Nguyễn Thị Thanh Nhã. Một pha bóng mà các cầu thủ nữ Hà Nội đã tạo ra được một tam giác, ba nữ tuyển thủ gần với nhau thì có thể tạo ra những tình huống phối hợp. Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự và Phạm Hải Yến. Rất tiếc là pha phối hợp đã lỗi bởi một tình huống xử lý cá nhân không tốt của Nguyễn Thị Thanh Nhã. Thanh Nhã sinh năm 2001, năm nay cũng đã 23 tuổi và đang bước vào giai đoạn độ chín của sự nghiệp. Nhã đã trưởng thành rất nhiều trong quãng thời gian vừa qua, đặc biệt nổi lên như một niềm hy vọng mới của bóng đá Việt Nam sau bàn thắng vào lưới của đội tuyển Đức. Nhã là một trong những cầu thủ có khả năng tạo ra được sự đột biến lớn trên hàng tấn công của Hà Nội 1 cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam với tốc độ tuyệt vời. Tranh chấp có lỗi của Thu Thìn với Nguyễn Thị Hoa. Trong hiệp 2 thì Nguyễn Thị Hà đang thi đấu rất tích cực tại hành lang cánh trái của Hà Nội 1. Nguy hiểm, đó là pha xử lý lỗi của Hải Linh. Rất may là sau đó thì các cầu thủ Than khoáng sản Việt Nam cũng không khai thác tốt được ở khía cạnh tấn công. Phạm Hải Yến, Kim Anh trồng biên. Đường chuyển hơi vội của Hải Yến và khả năng băng ra chính xác của Lê Thị Diễm My. Chơi chân của Khổng Thị Hằng cũng là ấn tượng. Nguy hiểm, Biện Thị Hằng. Nhưng không thể vượt qua được Dương Thị Vân. Một lần nữa, Vân can tê cho thấy giá trị của mình với những pha xử lý hiệu quả và mạnh mẽ ở khu giữa sân. Hai cầu thủ của Hà Nội không thể giành bóng trong chân của Dương Thị Vân và Thanh Nhã đã buộc phải phạm lỗi. Đó là một tình huống phạm lỗi cần thiết của Thanh Nhã để cắt một tình huống phản công của Than khoáng sản Việt Nam. Than khoáng sản Việt Nam vẫn đang là đội bóng chủ động hơn trong việc kiểm soát bóng và tổ chức những tình huống phối hợp tấn công. Và xử lý hay của Nguyễn Thị Hoa. Biện Thị Hằng. Rất nhịp nhàng. Nguyễn Thị Hoa, Biện Thị Hằng. Biện Thị Hằng là một trong những cầu thủ khỏe nhất của Hà Nội 1 thi đấu khu vực giữa sân. Nhưng vừa rồi là pha xử lý lỗi của Biện Thị Hằng và dứt điểm từ rất xa của Trúc Hương. Cú đá có lực đi quá nhẹ và không thể tạo ra được sự khác biệt. Trên băng ghế dự bị của các cầu thủ Than khoáng sản Việt Nam vẫn còn có cái tên ấn tượng như Hồ Thị Thanh Thảo, hậu vệ phải của đội tuyển U20 Việt Nam, hay tiền vệ trung tâm Trần Nhật Lan cũng là tiền vệ trung tâm của U20 Việt Nam.
Rất tiếc là trong pha bóng vừa rồi thì Kim Anh đã không thể tận dụng được tình huống tranh chấp tốt của Vũ Thị Hòa. Vũ Thị Hòa đã cắt được bóng ngay ở khu vực trung lộ của Than khoáng sản Việt Nam, nhưng các cầu thủ áo đỏ đã có hiện tượng xuống sức và họ không thể tận dụng tốt cơ hội vừa rồi. Còn đây là những nỗ lực của Than khoáng sản Việt Nam. Vũ Thị Hòa, Nguyễn Thị Hòa, Kim Anh. Kim Anh đã có dấu hiệu xuống sức và không còn giữ được sự hiệu quả trong những tình huống xử lý cá nhân. Thanh Nhã đã cố gắng di chuyển sang bên phía cánh trái để hy vọng có được nhiều bóng hơn để chơi. Vừa rồi cô quá đơn độc và lẻ loi bên phía hành lang cánh phải. Vừa rồi là một đường truyền quá mạnh so với khả năng di chuyển của Nguyễn Thị Thúy Hằng. Nỗ lực của Phạm Hải Yến, vẫn là Phạm Hải Yến. Không được, một mình Hải Yến quá lẻ loi trước rất đông các cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng áo xanh. Sự hỗ trợ của Ngân Thị Vạn Sự và Kim Anh trong pha bóng vừa rồi không mang lại hiệu quả. Ở lượt thi đấu thứ 8, lượt thi đấu đầu tiên của lượt về thì Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã giành chiến thắng trước Sơn La với tỷ số 4-0. Thái Nguyên T và T đã vượt qua Thành phố Hồ Chí Minh 2 với tỷ số 2-0. Trên sân FIFA thì Hà Nội 2 sẽ gặp Phong Phú Hà Nam, và trận đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa Than khoáng sản Việt Nam và Hà Nội 1, trận đấu chúng ta đang theo dõi. Phút thi đấu thứ 70 rồi và tỷ số vẫn đang là 0-0. Thì Thành phố Hồ Chí Minh 1 vẫn đang vững vàng ở ngôi vị đầu bảng với 22 điểm. Đội bóng đang tạm thời xếp thứ hai đó là Thái Nguyên T và T. Nguy hiểm. Rồi là tình huống ra chân chất lượng của Thúy Hằng, nhưng ở một góc đá quá hẹp thì Thúy Hằng vẫn chưa thể chiến thắng được thủ thành Đào Thị Kiều Anh. Đào Thị Kiều Anh có thể vẫn đang có những vấn đề với chiếc cổ chân phải, nhưng khả năng chọn vị trí và kỹ thuật bắt bóng thì Đào Kiều Anh vẫn đang cho thấy được sự an toàn và chắc chắn. Và xử lý khá cơ bản của Nguyễn Thị Thúy Hằng. Thanh Nhã đã cho thấy được sự máu lửa và sự quyết tâm trong những tình huống tranh chấp cá nhân. Câu lạc bộ Hà Nội 1 có sự thay đổi cầu thủ số 21 Nguyễn Kim Anh rời sân, cầu thủ số 11 Bùi Thị Thương vào sân, cầu thủ mang áo số 27 Biện Thị Hằng rời sân, cầu thủ mang áo số 6 Nguyễn Thị Tú Anh vào sân. Hà Nội 1 có hai sự thay đổi người, Bùi Thị Thương vào sân để thay thế cho Kim Anh. Và Tú Anh vào sân thay thế cho Biện Thị Hằng. Tú Anh mang áo số 6. Còn Bùi Thị Thương về vào sân để thay thế cho Kim Anh, là nữ cầu thủ mà số 11. Đường truyền của Thu Thương. Than khoáng sản Việt Nam vẫn đang ép sân. Thúy Hằng. Và cắt bóng vừa rồi là của Bùi Thị Thương. Than khoáng sản Việt Nam đang đẩy cao đội hình và dồn ép đối thủ. Và cản tiếp chính xác của Bùi Thị Thương, nhưng bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội bóng áo xanh. Trúc Hương. Hoàng Thị Loan đã có một tình huống chọn vị trí và cản phá xuất sắc.
Thương cũng là một cầu thủ trẻ. Thực sự là khó hiểu cho tình huống bắt việt vị này của các trợ lý trọng tài. Thu Thìn đã việt vị khoảng 2m nhưng đã không có tín hiệu nào đến từ vị trợ lý số 1. Đó là trọng tài Hà Thị Phượng. Thu Xuân có khoảng trống dứt điểm. Ngay tức là một tình huống áp sát rất nhanh của số 6 Tú Anh. Nếu như chỉ có được tỷ số hòa trong trận đấu ngày hôm nay thì cả Than Khoáng Sản Việt Nam và Hà Nội 1 sẽ đều bị tụt lại trong cuộc đua đến vô địch với Thành phố Hồ Chí Minh 1. Nếu như chỉ có được một điểm thì Hà Nội 1 sẽ có được 17 điểm và số điểm bằng với Thái Nguyên T&T. Họ sẽ kém đối thủ Thành phố Hồ Chí Minh 1 5 điểm. Này thì Thái Nguyên T&T đang có được 17 điểm và hiệu số của họ đang là 17-3, dương 14. Trong khi đó thì con số bàn thắng bàn thua của Hà Nội chỉ là 14-2, có nghĩa là dương 12 thôi. Điều này đồng nghĩa là nếu như ngày hôm nay chỉ có được một điểm thì Hà Nội 1 sẽ xếp sau các cầu thủ Thái Nguyên Hà Nội T&T. Vừa rồi thì đã có tín hiệu việt vị đến từ trợ lý số 1 Hà Thị Phượng. Câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 25 Phan Thị Thu Thìn rời sân. Cầu thủ số 24 Trần Thị Thu Phương vào sân. Tình huống này thì trọng tài Hà Thị Phượng đã bắt việt vị hết sức chính xác. Thu Thìn rời sân và Thu Phương vào sân. Nguyễn Thị Hoa. Lê Thị Bảo Trâm đọc tình huống và áp sát rất nhanh khiến cho người đàn chị Phạm Hải Yến không kịp xử lý. Một trận đấu có thể nói là tròn vai và rất tốt của Lê Thị Bảo Trâm. Trung vệ năm nay mới có 20 tuổi. Và xử lý của Hoàng Thị Loan. Ngân Thị Vạn Sự. Đường chuyền của Ngân Thị Vạn Sự. Và tranh chấp của Hải Yến. Vẫn là Phạm Hải Yến. Nỗ lực tuyệt vời đến từ Hải Yến. Lúc này thì Hải Yến gần như là niềm hy vọng lớn nhất để có thể mang lại bàn thắng cho các cầu thủ Hà Nội 1. Tốc độ, sức mạnh và sự càn lướt. Những cầu thủ khác đã bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, nhưng với kinh nghiệm phân phối sức của mình thì Hải Yến vẫn đang duy trì được tốc độ và khả năng xuyên phá. Câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam tiếp tục có sự thay đổi người. Cầu thủ số 15 Trần Nhật Lan vào sân. Tiền vệ trung tâm Trần Nhật Lan được đưa vào sân để thay thế cho tiền đạo Thúy Hằng. Trần Nhật Lan là tiền vệ trung tâm cùng lứa với Lê Thị Bảo Trâm, cùng lứa với Hồ Thị Thanh Thảo. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý ấn tượng nhất của Thúy Hằng trong trận đấu ngày hôm nay. Một pha tăng tốc và dứt điểm rất cơ bản. Nhật Lan là một tiền vệ trung tâm có khả năng kiểm soát bóng, khả năng chuyền bóng và có cả kỹ năng sút xa tương đối tốt. Đó là những gì mà cô đã từng thể hiện trong màu áo của U20 Việt Nam. Tuy nhiên ở cấp độ giải vô địch quốc gia thì đương nhiên kinh nghiệm và bản lĩnh của Nhật Lan vẫn đang còn hơi đuối so với những người đàn chị như Dương Thị Vân hay là Thu Xuân. Và đường bóng xuất sắc của Khổng Thị Hằng và đã có lỗi của Vũ Thị Hoa với thủ môn bên phía Than Khoáng Sản Việt Nam. Lần này thì Khổng Thị Hằng đã có một tình huống phán đoán và băng ra đường bóng rất tự tin.
va chạm rất mạnh giữa Vũ Thị Hòa và Khổng Thị Hằng. Một tình huống tranh chấp có lỗi đến từ tiền vệ của Hà Nội 1. Ngân Thị Vạn Sự, Phạm Hải Yến, Bùi Thị Thương. Vẫn là Bùi Thị Thương sẽ có quả phạt góc dành cho Hà Nội 1. Và xử lý khá khôn ngoan của Bùi Thị Thương. Và một lần nữa chúng ta thấy được sự lăn xả, sự chắc chắn của Lê Thị Bảo Trâm. Xoạc bóng rất dũng mãnh. Như đã nói, điều khiển trận đấu này là trọng tài Trần Thị Thanh. Trợ lý số 1 là chị Hà Thị Phượng và trợ lý số 2 là bà Nguyễn Thị Kim Tuyền. Ở lượt đấu thứ 2 thì Than Khoáng Sản Việt Nam sẽ gặp Phong Phú Hà Nam. Còn Hà Nội 1 sẽ có một trận đấu dễ thở với Hà Nội 2. Trận đấu lượt đi thì Hà Nội 1 đã giành chiến thắng trước Hà Nội 2 với tỷ số 5-0. Còn với Than Khoáng Sản Việt Nam thì trong trận đấu lượt đi với Phong Phú Hà Nam, họ cũng đã vượt qua đối thủ với tỷ số 1-0. Ngân Thị Vạn Sự. Pha xử lý rất hay của Lê Thị Bảo Trâm. Lê Thị Bảo Trâm có phong cách thi đấu của một trung vệ hiện đại, không phá bóng, cố gắng cắt bóng và triển khai bóng lên phía trước. Khổng Thị Hằng. Khả năng chơi chân của Khổng Thị Hằng là không thực sự tốt. Đó cũng là vấn đề mà Khổng Thị Hằng phải cải thiện trong tương lai nếu như cô muốn vươn lên như là một vị trí số 1 trong khung thành của đội tuyển nữ Việt Nam. Nguyễn Thị Hòa, phút thi đấu thứ 81 rồi. Nguy hiểm, coi không được. Đó là pha xử lý của Tú Anh, một trong những sai lầm hiếm hoi của Lê Thị Bảo Trâm. Nhưng rất tiếc là Tú Anh đã chưa thể tận dụng thành công. Số 6 của Hà Nội 1 đã chớp được thời cơ từ sai lầm của Lê Thị Bảo Trâm. Nhưng sau đó thì cô đã không thể thực hiện được đường chuyền chất lượng vào phía trong. Tú Anh và Thanh Nhã là một đôi bạn thân. Họ thường xuyên có những sự tương tác và giao lưu trên các kênh thuộc mạng xã hội như Facebook hay là TikTok. Tú Anh cũng là một hot TikToker của câu lạc bộ Hà Nội. Nguyễn Thị Thương. Cú treo bóng Nguyễn Thị Thương. Cú đá phạt ở tầm thấp không tốt của Nguyễn Thị Thương. Bóng vẫn còn trong sân. Hoàng Thị Loan. Nguy hiểm. Và xử lý bất cẩn của các cầu thủ nữ Hà Nội. Và bây giờ sẽ là cơ hội lên bóng dành cho Than Khoáng Sản Việt Nam. Bắt nguồn từ đường chuyền hỏng của Nguyễn Thị Thương. Và sau đó một pha xử lý không tốt của Hoàng Thị Loan. Rất nhịp nhàng, Thu Xuân vẫn không thể chiến thắng được Đào Thị Kiều Anh. Phong độ xuất sắc của Đào Thị Kiều Anh trong trận đấu ngày hôm nay đang là điểm sáng lớn nhất trong đội hình của cả hai đội. Một pha bật tường trung lộ, chính xác hơn là bật tường ngách trung lộ rất hay giữa Trúc Hương và Thu Xuân. Thu Xuân gần như đã dồn toàn lực cho pha dứt điểm cuối cùng này, một cú đá uy lực bằng chân trái. Chỉ tiếc là vị trí dứt điểm ở một góc hơi hẹp và chúng ta cũng đã thấy được sự vững vàng, sự bình tĩnh và bản lĩnh của Đào Thị Kiều Anh. Chọn vị trí vô cùng chính xác, tập trung và phản xạ xuất sắc với pha dứt điểm của đối thủ. Đào Thị Kiều Anh đã cho thấy phong thái
của một thủ thành có chuyên môn tốt trong hành trình sắp tới trong sự nghiệp của cô. Đào Thị Kiều Anh sinh năm 2003, năm nay mới có 21 tuổi. Và tương lai thủ môn này chắc chắn cũng sẽ góp mặt cùng với đội tuyển quốc gia. Với những gì cô đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay, khả năng làm chủ cầu môn, khả năng phản xạ và khả năng bình tĩnh, tự tin khi đối mặt với các tiền đạo đối phương. Nguyễn Thị Thương. Đó là những sự nỗ lực, sự cố gắng của những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị. Bùi Thị Thương và Tú Anh. Lỗi thuộc về Thu Thương trong tình huống tranh chấp với Thanh Nhã. Thêm một lần nữa, Thanh Nhã lại di chuyển đột biến sang bên phía hành lang cánh trái. Và số 19 của Hà Nội 1 đã có một tình huống tì đè khá khôn ngoan trước trung vệ có thể hình tốt hơn mình là Nguyễn Thị Thu Thương. Thu Thương là một trong những trung vệ có thể hình tốt nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Có lẽ là thể hình của Thu Thương chỉ kém Trương Thị Kiều thôi. Cú chào bóng của Hải Linh vẫn là một đường truyền thiếu lực. Và pha bóng không tốt của các cầu thủ Than khoáng sản Việt Nam. Nhưng lần này thì Lê Thị Bảo Trâm đã xử lý tốt tình huống cá nhân. Một pha che chắn bóng khôn ngoan để mang lại tình huống phát bóng cho đội bóng hoa xanh trước áp lực của Tú Anh. Vũ Thị Hòa, Ngân Thị Vạn Sự và xoạc bóng là của Thu Thương. Nguyễn Thị Hằng, phút thi đấu thứ 86 rồi. Trong hiệp 2 thì gần như là Hà Nội 1 đã không thể tạo ra được một tình huống tấn công nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Khổng Thị Hằng, ngoài những tình huống cố định và những quả phạt góc. Trong khi đó thì Đào Thị Kiều Anh đã hơn một lần cứu thua cho các thủ Hà Nội 1 sau những tình huống dứt điểm của Thu Xuân và các đồng đội. Rồi là tình huống vào bóng rất mạnh của Tú Anh với Thu Phương. Những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị đã có một màn đối đầu trực tiếp. Thu Xuân. Và cắt bóng của Hoàng Thị Loan. Một trận đấu cũng rất tròn vai của Hoàng Thị Loan. Bùi Thị Thương, Ngân Thị Vạn Sự. Và can thiệp của Nguyễn Thị Vạn. Hải Linh. Và xử lý hay của Ngân Thị Vạn Sự. Nhưng Bùi Thị Thương thì lại chưa sẵn sàng. Nguy hiểm. Lỗi thuộc về Khổng Thị Hằng. Hải Yến bắt được bài. Tú Anh. Và bóng hết sức mạnh mẽ của Thu Phương. Ngân Thị Vạn Sự. Và bóng rất nhanh, rất quyết tâm. Thu Xuân. Thu Xuân cũng sẽ là một trong những cái tên xứng đáng gọi lên đội tuyển quốc gia sau màn trình diễn tại giải vô địch quốc gia năm nay. Và xử lý tự tin của Nguyễn Thị Hằng. Hải Linh. Hoàng Thị Loan. Vũ Thị Hòa. Khá nhịp nhàng. Nguyễn Thị Hòa. Đường chuyền hơi lộ
và Thu Xuân, người đã kịp lui về cắt được đường bóng. Thu Xuân cho thấy được nền tảng thể lực dồi dào và gần như một cỗ máy của Than Khoáng Sản Việt Nam, di chuyển không biết mệt mỏi ở khu vực giữa sân. Và cắt bóng của Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thị Hoa hơi chậm và ngay lập tức đã có tình huống can thiệp của Nguyễn Thị Vạn. Hải Linh, Nguyễn Thị Hằng, Ngân Thị Vạn Sự khống chế bước một khá hay, nhưng đường truyền sau đó thì lại hơi vội. Tranh chấp giữa Vũ Thị Hòa và Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, các cầu thủ đều có dấu hiệu xuống sức. Đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi, một màn so tài đỉnh cao của bóng đá nữ Việt Nam. Cầu thủ hai đội cũng đã cống hiến cho khán giả những gì tốt nhất của mình, với những pha vào bóng không khoan nhượng, với những tình huống xử lý cá nhân tốt. Chỉ tiếc là ngày hôm nay các chân sút của cả hai đội đều chưa đủ sự sắc sảo để có thể tạo ra được những tình huống dứt điểm khác biệt để mang lại bàn thắng. Và cũng phải nói thêm rằng những sự xuất hiện của những thủ thành như Đào Thị Kiều Anh hay là Khổng Thị Hằng cũng đã phần nào khiến cho các chân sút nản lòng với phong độ xuất sắc, đặc biệt là Đào Thị Kiều Anh. Hà Thị Nhài là cái tên được đưa vào sân để thay thế cho Trần Thị Thu Xuân. Thời gian bù giờ của trận đấu là 3 phút. Vũ Thị Hòa, thời gian bù giờ của hiệp 2 là 3 phút. Đường chuyển hơi mạnh của Vũ Thị Hòa so với đà di chuyển của Bùi Thị Thương. Vũ Thị Hòa đang phải làm quen với vị trí mới, đó là tiền vệ trung tâm. Hà Thị Nhài khá tự tin và điệu đà của mới vào sân Hà Thị Nhảy. Tú Anh, một trong những tình huống tấn công cuối cùng của Hà Nội 1 vẫn là Tú Anh. Quả phạt góc dành cho Hà Nội 1 và có lẽ là tất cả những niềm hy vọng của đội bóng áo đỏ sẽ được tập trung trong pha bóng này. Câu lạc bộ Hà Nội 1 có sự thay đổi cầu thủ số 12 Phạm Hải Nhiệt rời sân, cầu thủ số 24 Đặng Thanh Thảo vào sân. Hơi khó hiểu cho quyết định thay đổi người của các cầu thủ của ban luyện bên phía Hà Nội 1. Tình huống phạt góc cuối cùng, họ thay ra người có khả năng không chiến tốt nhất, khả năng dứt điểm tốt nhất, Phạm Hải Yến. Về vào sân là Đặng Thanh Thảo. Và Đặng Thanh Thảo cũng sẽ là người thực hiện cú đá phạt góc này. Nguy hiểm. Cú đá có lực tốt của Đặng Thanh Thảo nhưng vẫn là một sự tập trung và khả năng chống đá phạt tốt của các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam. Có vẻ như Hà Nội 1 cũng hài lòng với một điểm có được trong trận đấu ngày hôm nay. Nguyễn Thị Hòa,
Hải Linh, cú bấm bóng vào khu vực trung lộ. Người cắt bóng là Dương Thị Vân. Nguyễn Thị Vạn, vẫn là Nguyễn Thị Vạn. Có lẽ là mọi thứ sẽ khép lại ở đây thôi. Đó là phút bù giờ thứ tư rồi. Thì cũng vào bóng từ phía sau tương đối nguy hiểm của Trần Nhật Lan. Thẻ vàng đã được rút ra. Sau khi vào sân thì Nhật Lan đang được bố trí chơi như một tiền đạo chứ không phải là một tiền vệ trung tâm. Quả bóng từ phía sau khá nguy hiểm của Nhật Lan và cô đã phải nhận thẻ vàng, chiếc thẻ vàng xứng đáng. Hải Linh. Đúng lúc này thì trọng tài đã nổi còi kết thúc thời gian thi đấu cuộc đối đầu giữa Than Khoáng Sản Việt Nam và Hà Nội 1. Cuộc đối đầu giữa những đội bóng đang ở top đầu của giải nữ vô địch quốc gia 2024 đã khép lại với tỷ số 0 đều. Thanh Nhã đã chơi hay trong hiệp 1 nhưng đã không thể phát huy được những phẩm chất tốt nhất của mình trong quãng thời gian thi đấu của hiệp 2. Còn với Than Khoáng Sản Việt Nam, ngày hôm nay họ đã có được một trận đấu nỗ lực và quyết tâm hơn rất nhiều so với trận đấu lượt đi. Trận đấu lượt đi thì họ đã thất bại trước đối thủ với tỷ số 0-1. Nhưng ở trận đấu lượt về này thì Thu Thương cùng với các đồng đội đã chơi hay và có phần nhỉnh hơn so với đối thủ Hà Nội 1. Nhưng vấn đề của Than Khoáng Sản Việt Nam là họ cũng không có những chân sút xuất sắc để có thể hiện thực hóa được những cơ hội thành những bàn thắng để có thể giành chiến thắng 3 điểm trọn vẹn trước Hà Nội 1. Kết quả hòa 1 đều là phù hợp với những diễn biến trên sân và với trình độ thực lực của cả hai đội bóng. Với một điểm này thì cả hai đội bóng đều bị níu lại trên bảng xếp hạng và họ đã để cho đối thủ Thành phố Hồ Chí Minh 1 tạo ra khoảng cách khá lớn, nhưng chặng đường phía trước còn rất dài và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những chiến thắng tiếp theo đến từ Than Khoáng Sản Việt Nam cũng như Hà Nội 1 và chờ đợi cuộc đua đến ngôi vô địch ở giải đấu năm nay một cách hấp dẫn hơn, kịch tính hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin được hẹn gặp lại trong những chương trình bình luận tiếp theo.